Đoàn công tác Công an tỉnh Đồng Nai đã đến trao quyết định cho các phường đạt tiêu chí về xây dựng công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Biên Hòa và thành phố Long Khánh. Sau hơn một năm triển khai, các phường như Công an Vũ Long, Tam Hiệp thuộc thành phố Biên Hòa và Công an phường Xuân An thuộc thành phố Long Khánh đã hoàn thành 20 trên 20 chỉ tiêu Bộ Công an đề ra về xây dựng công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Theo báo cáo, trong quá trình triển khai thực hiện mô hình, lực lượng công an phường là nòng cốt, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của cấp ủy chính quyền, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan ban ngành đoàn thể cùng cấp trong tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở, xây dựng văn minh đô thị. Cùng với đó là tập trung tuyên truyền phổ biến về chủ trương xây dựng thí điểm mô hình đến các cấp, ngành, cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong triển khai thực hiện.